Liu Khang dùng bàn tay lửa để triệu hồi ngọn lửa rồng. Sub-Zero dùng băng giá để đóng băng nòng súng. Quái vật bốn cánh tay siêu mạnh mẽ Goro thằn lằn có thể làm tan chảy sắt thép và ẩn hình. Những kẻ dị năng có thể hô mưa gọi gió trong trò chơi này. Hôm nay lại đánh nhau thật sự ở trong hiện thực. Nhiều năm trước Sub-Zero đã dùng sức mạnh phong ấn hai mẹ con. Lúc người chồng Hanzo quay về, hai người sớm đã mất mạng. Anh ta rút kiếm ra chém những nhát chí mạng. Một nhát giải quyết tên cuối cùng. Anh ta cầm phi đao lên. Toàn bộ bọn chúng không ai đánh lại nổi. Tất cả bị hạ gục. Anh nhanh chóng gặp được hung thủ giết người Sub-Zero. Anh không biết vì sao hắn lại muốn giết vợ con mình. Chỉ biết thù này phải báo. Phi đao cắm thẳng lên cây. Dùng sức kéo một cái, Sub-Zero nhanh chóng bị thương. Hai người lập tức tấn công nhau. Sự phẫn nộ của Hanzo toàn bộ được phóng thích ra. Chiêu nào cũng chí mạng, máu chảy tung tóe. Nhưng sức chiến đấu của Sub-Zero đã làm anh tuyệt vọng. Sau mấy vòng giao đấu, Sub-Zero đều có thể né được, đánh bay Hanzo, sau đó rút vũ khí ra kết liễu anh ta. Hanzo dùng chút hơi thở cuối cùng muốn bỏ về nhà, nhưng cuối cùng lại hóa thành hư không. Lúc này một luồng điện xuất hiện thêm một người đàn ông. Ông ta đưa đứa bé còn lại trong nhà Hanzo. Nhiều năm sau đứa bé này cũng có hậu duệ của mình. Cậu tên Câu, mưu sinh nhờ việc đánh nhau. Còn ở thế giới khác, Sub-Zero trang bị vũ trang, nhận được nhiệm vụ tiếp tục giết người. Hôm đó Câu đánh trận xong, gặp một chàng trai tên Zack. Cậu ta hỏi Câu, hình rồng trên người từ đâu mà có? Con gái của Câu chỉ bảo là cái bớt. Buổi tối cả nhà Câu ăn cơm bên đường, trời đổ bông tuyết, trên bàn từ từ kết băng. Tiếp sau đó Sub-Zero xuất hiện trên đường. Hắn từ từ giơ hai tay lên, băng tuyết xung quanh theo đó bay lên. Hắn vẫy tay về phía nhà hàng, băng tuyết bay qua giống như bom đạn. Trong lúc hỗn loạn, Zack lái xe đến kịp. Câu không kịp hỏi chỉ đành lên xe. Sub-Zero vẫy tay một lần nữa, tảng băng lớn hơn đập vào quần chúng. Zack chạy mất hút, rời khỏi hiện trường. Zack ở trên xe cũng để lộ ra hình rồng trên người mình. Anh nói người có hình này thì phải tham gia vào cuộc chiến sinh tử, nếu không sẽ không chỉ có mình chết mà người nhà của mình cũng sẽ bị giết. Vừa nói xong, Sub-Zero hiển linh xuất hiện ở trước xe. Zack để Câu đi trước, còn mình đi câu giờ với đối phương. Còn mình cầm súng đi vào căn nhà băng. Quay đầu lại, Sub-Zero đã ở trước mặt. Sau mấy vòng đấu, Sub-Zero cầm được súng, nòng súng kết băng, viên đạn bắn ra kết băng với một tốc độ nhìn thấy bằng mắt. Sub-Zero đánh tan vũ khí, đánh bay Zack. Zack ngóc dậy bị tóm chặt hai tay, băng lạnh lan tỏa theo cánh tay, cùng với một tiếng băng vỡ thành thót, xương cốt hai cánh tay đã gãy đôi. Một lần nữa không còn sức chiến đấu. Bên này Câu theo địa chỉ mà Zack cung cấp tìm được đội viên đặc chiến Sonia. Sonia nói với anh, có hình rồng thì sẽ có thể giải được siêu năng lực, hơn nữa phải chiến đấu vì trái đất. Lúc này Câu phát hiện được lính đánh thuê Kano. Anh ta cũng có hình rồng nhưng nhân cách lại không tốt, bị Sonia nhốt lại. Lúc ba người đang đấu võ mồm thì đột nhiên cúp điện. Câu bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh bay, Kano cũng bị liên lụy. Sonia bắn loạn xạ, một con da đầy vảy từ từ xuất hiện. Sau đó Sonia phóng hai con dao qua. Câu đứng dậy lưng áp lưng cùng Sonia đánh kẻ địch. Thằn lằn từ từ hiện thân, nó ngậm con dao của Sonia ở trong miệng. Con dao lập tức bị tan chảy, sau đó một lần nữa rơi vào trạng thái vô hình. Hai người tiếp tục bị đánh gục. Kano lợi dụng nước dãi của thằn lằn làm tan chảy còng tay, tiếp theo cầm lấy đạn chiếu sáng đâm lên người thằn lằn. Thằn lằn bị ép hiện nguyên hình, bắt đầu chiến đấu với con người. Sau đó dùng chiếc lưỡi dài kéo Kano đến trước mặt, một tay cầm lấy cổ. Câu thấy thế phóng dao ra, Sonia bay lên tiếp chiêu. Thằn lằn đánh Sonia bay ra, Kano rơi xuống đấm xuyên tim nó, hoàn thành tiêu diệt. Thông qua cuộc chiến này, Kano tạm thời có được sự tín nhiệm của Sonia. Ba người ngồi lên máy bay chuẩn bị đến điện của thần sấm sét. Trong lúc đi thả dù xuống một nơi hoang vu, Liu Khang sớm đã đợi ở đây. Vừa gặp mặt Kano đã ngứa tay, Liu Khang đánh bay anh ta. Được sự dẫn dắt của Liu Khang, mấy người thành công đi đến thần điện, đồng thời gặp được thần sấm sét. Kano lại ngứa tay, thần sấm sét cho anh một cú ngã lộn nhau. Sau đó thần sấm sét nói, mấy người phải nhanh chóng kích hoạt siêu năng lực mới có cơ hội chiến thắng. Nếu như lần này bị thua thì cả trái đất sẽ bị rơi vào tay kẻ xấu. Vừa nói xong, cánh tay bốc lửa của Liu Khang đột nhiên dập tắt. Chắc chắn Sub-Zero đã đuổi đến thần điện. Liu Khang ra tay đối phó, Sub-Zero dễ dàng vượt qua, quay người lại bắn ra băng tuyết đánh bay Liu Khang, sau đó chạy lên muốn giết anh. Đột nhiên một vật bay ra đánh bay Sub-Zero. Tiếp theo công lão chui từ dưới đất lên. Lúc này boss của kẻ địch phù thủy xuất hiện, Sub-Zero đi theo sau. Công lão cùng Liu Khang lùi lại không dám hành động lỗ mãng. Sau đó thần sấm sét xuất hiện trước mặt, phù thủy hạ lệnh chuẩn bị cho thuộc hạ xử lý. Thần sấm sét thấy thế đập pháp trượng xuống đất, một tia sét đánh ra từ thần điện, bình phong tia sét vô hình, tạm thời bảo vệ được đám người Câu. Tranh thủ thời gian để kích hoạt siêu năng lực, công lão luyện tập cho Câu. Liu Khang thì ngược đãi Kano. Zack cũng được cứu sống, đồng thời lắp đặt cánh tay robot. Một hôm mọi người ăn cơm cùng nhau, công lão trêu đùa chọc tức Kano,
Kano điên cuồng gào hét như chó điên. Kano thành công kích hoạt mắt tia sáng vô cùng hưng phấn. Còn câu dù luyện tập thế nào mãi vẫn không tiến bộ. Lúc này thần sấm sét tìm đến câu, nói thân thế của anh. Thân là hậu duệ của Hanzo. Câu lại hiện ra như một kẻ bất tài. Thần sấm sét thất vọng dùng tia sét để câu rời khỏi thần điện. Bên này phù thủy đang không ngừng mở rộng sức chiến đấu. Kẻ đeo mặt nạ nói có cách hóa giải tấm chắn của thần sấm sét. Sau đó hắn đã tìm Kano, mới mấy câu đã kích động được bản chất của kẻ xấu. Kano dùng mắt tia sáng phá hủy tấm chắn của thần sấm sét. Tấm chắn được giải trừ, tiếp theo phù thủy sẽ đưa thuộc hạ xông vào thần điện. Giác bị đánh ngã, kẻ đeo mặt nạ có thể di chuyển với tốc độ chóng mặt, có thể dễ dàng hóa giải ngọn lửa của Liêu Khang. Sonia không có hình rồng, bị nữ chiến binh hoàn toàn áp chế, không bao lâu đã bị đè ra đất. Kano tiếp tục đánh bay Sonia, sau đó dùng mắt tia sáng đánh vỡ tượng chôn cô. Bên này câu trở về nhà cũng không yên, anh gặp phải kẻ mạnh không kém, quái vật Goro. Goro đánh bay câu trong nốt nhạc, câu đứng dậy dụ Goro vào nhà kho. Anh xô đổ cột nhà, có ý chôn vùi Goro, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn thấy sắp bị Goro xé thành đôi, vợ anh cầm rìu lên đâm vào eo. Goro quay lại vỗ một cái, người vợ cũng bị bay ra. Con gái đỡ mẹ dậy, hai người ngồi lên xe bỏ chạy. Goro tức giận chặn trước mặt, cầm rìu lên đánh. Lúc này câu đột nhiên mọc ra chiến giáp, anh đứng dậy xông đến Goro, bị Goro đánh bay mấy mét, áo giáp phát sáng, hóa giải vết thương. Câu một lần nữa tiến lên, ôm chặt cánh tay Goro rồi bẻ gãy, rồi gài ngã Goro. Goro đánh bay câu, đứng dậy nắn lại cánh tay, gào thét điên cuồng tấn công câu. Câu đánh một cú trực tiếp vào mặt, Goro bay lên tấn công hết sức. Năng lượng chiến đấu truyền đến đôi tay thông qua áo giáp. Một đôi vũ khí xuất hiện trên tay. Câu xông lên trước mặt Goro, một dao cắt đứt tay, nhát thứ hai mổ bụng, nhát thứ ba nổ đầu. Bên này lúc giác cứu Sonia, đột nhiên kích hoạt năng lực tiềm ẩn, cánh tay robot lập tức tiến hóa, Sonia cũng vì thế mà được cứu. Lúc này thần sấm sét xuất hiện, ông mở đường ra, mọi người lần nữa tụ họp. Sau khi sắp xếp lại, giác đã hạ gục những chiến binh điên cuồng, Sonia cũng đánh chết Kano, đồng thời kế thừa hình rồng của hắn, sau đó dùng nắm đấm giúp câu giải quyết nữ chiến binh. Ngọn lửa của Liêu Khang trực tiếp triệu hồi được ngọn lửa rồng. Sau đó câu đi vào thế giới băng giá, phát hiện vợ con đã bị Sub-Zero phong ấn. Lúc tức giận anh đã tấn công Sub-Zero, nhưng đối diện với hắn câu hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc câu sắp bị đông cứng, một dây xích đã đâm xuyên Sub-Zero, là Hanzo từ địa ngục quay về. Ông thề chết cũng phải giết chết Sub-Zero. Sub-Zero đứng dậy bắt đầu liều mạng. Sau mấy vòng đấu, Hanzo quay mấy vòng trên không, Sub-Zero đều né được. Lúc này câu gia nhập cuộc chiến. Dưới sự phối hợp của hai người, Sub-Zero khó khăn chống cự. Hắn phong ấn Hanzo muốn solo với câu, nhưng liên hoàn đao của câu đâm thủng ngực của Sub-Zero. Hanzo thấy vậy dùng lửa địa ngục giải tỏa phong ấn. Hai mẹ con bị phong ấn từ từ mở mắt ra. Sau đó Hanzo vứt dây xích ra câu tiện tay sử dụng. Sub-Zero không còn năng lực chống trả nữa. Câu cứu được vợ con, Hanzo gỡ mặt nạ xuống, miệng thổi ra ngọn lửa địa ngục, biến Sub-Zero thành tro bụi. Sau khi Hanzo từ biệt câu, thì biến mất trong ngọn Liwa. Sau đó mọi người đuổi đến, thần sấm sét tiễn phù thủy ra ngoài hành tinh, câu tạm biệt đồng đội, quay về cuộc sống bình thường. Không có tình tiết quá kích thích, chỉ đơn thuần là kích thích giác quan. Bộ phim tên là Cuộc Chiến Sinh Tử.